Hai Văn Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha. Văn Quý hiện tại Văn Quý đang đi trên con đường này là đường Kha Vạn Phạm Văn Đồng cả nhà. Phạm Văn Đồng của phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nha cả nhà. Văn Quý đang ở bên ở đây là quận Thủ Đức. Bây giờ nếu như chúng ta đi mà
chúng ta từ nếu mà đi đầy đủ con kiệt thì chúng ta sẽ đi qua hầm cầu Dừa, hầm Dược, sông Sài Gòn ở nhà. Còn trong cái đi hướng này là đi từ trung tâm của đi đường Điện Biên Phủ đi ra. Cơm gà xói mỡ rồi cả nhà, bánh canh cua, phở bò kho, bún mọc, bánh xèo miền Tây, rau gừng, bánh xèo là một món ăn rất là nổi tiếng của người miền Tây. Có những dịp lễ Tết hoặc là những ngày sum họp gia đình, chúng ta có thể là tổ chức làm một cái món ăn này rất là ngon. Cơm trưa văn phòng, bây giờ Nhân Quý đã tới vòng xoay này là Nhân Quý sẽ quẹo vào đường cầu Bình Triệu với cả nhà. Đấy, mà trước mặt chúng ta có hai cái thành cầu màu đỏ, cái cầu màu đỏ đó là cầu Bình Lợi với cả nhà. Nhưng mà Nhân Quý không có đi lên cầu Bình Lợi, Nhân Quý sẽ quẹo vào cầu Bình Triệu. Cầu Bình Triệu sẽ gần hơn. Tại vì đi cầu Bình Lợi thì nó sẽ vòng xuống dưới kia nữa. Cho nên Nhân Quý sẽ không đi gần cầu Bình Lợi. Chúng tôi sẽ chạy theo cái dòng xây này. Đó, cả nhà hướng đó là lên cầu Bình Lợi đi cả nhà. Đấy, cầu Bình Lợi rất là đẹp. Mình chúng tôi sẽ đi vào cầu Bình Triệu. Và bây giờ là Nhân Quý đang lên cầu Bình Triệu với cả nhà. Đây là quốc lộ 13 của phường Hiệp Bình Chánh, quận thành phố Thủ Đức. Thành phố rồi, Thủ Đức bây giờ là lên thành phố rồi cả nhà. Nhân Quý đang đi trên cầu Bình Triệu với cả nhà, rất là đẹp luôn cả nhà. Đây con sông Sài Gòn cả nhà. Đấy, phía bên đó là cầu Bình Lợi đó cả nhà. Thấy cái cầu màu đỏ đỏ là bên đó là cầu Bình Lợi đó. Đẹp không cả nhà, rất đẹp luôn ha. Dùng sông Sài Gòn rất đẹp luôn á. Từ trên cao chúng ta có thể thấy quang cảnh của thành phố rất là đẹp, rất là tráng lệ. Thành phố rất là đẹp luôn cả nhà. Đấy, chúng ta có thể nhìn bao quát được khung cảnh của thành phố luôn cả nhà. Rất là đẹp. Xuống cầu Bình Triệu, chúng ta sẽ gặp đường xô viết Nghệ Tĩnh với cả nhà. Đây có công viên rất là lớn, thành phố Thủ Đức rất là lớn cả nhà. Đây luôn. Đây, mua hai đôi vớ rồi, mua hai không được, mua cái này, mua bây giờ Quý mua vớ đi, mua hai đôi vớ, được ta, sao nó ngắn, không được, cái này nó ngắn quá. Nhân Quý mua mà nó ngắn quá. Ồ, ở đây bán bóp da nè.
đường. À ở đây là đường Đinh Vũ Lĩnh cả nhà, phía bên cầu đi lên bên kia mới là xe buýt Nghệ Tĩnh. Còn khi mà chúng ta đi về sẽ xuống sẽ gặp Đinh Vũ Lĩnh, tại vì cầu Bình Triệu nó tới hai nhánh luôn, nó chia ra làm hai làng cầu chứ không phải là chung một làng. Khi chúng ta đi lên thì đi bên kia, đi lên đi qua Hữu Đức thì đi hướng bên kia. Còn bến xe miền Đông rồi cả nhà, bến xe miền Đông nè, bến xe miền Đông nó ở đường Đinh Vũ Lĩnh cả nhà, đây nè, chào quý mới chạy ngang nè. Đây thì quý đang đi trên Đinh Vũ Lĩnh, qua đây là của phần quận Bình Thạnh này cả nhà. Đây là bến xe miền Đông này cả nhà, đây bến xe miền Đông đi các tỉnh miền Đông cả nhà. Bến xe rất là lớn như bến xe miền Tây vậy. Rồi giờ quý xe chạy thẳng luôn nha. Bình Triệu là chúng ta sẽ là thuộc địa phận của quận Bình Thạnh đó cả nhà. Còn phía bên cầu bên kia là của thành phố Thủ Đức. Các bạn bún cá, bánh nổi, bún mình xào. Alo cả nhà ơi, hoa đẹp quá cả nhà, trà sữa. Rất là đông xe cả nhà. Bánh mì, cháo này là cháo tiều, cháo người tiều cả nhà. Rồi giờ buổi trưa thôi cứ đi qua đường này. Ồ, măng cụt có 40k cả nhà, 40k một ký. Thay măng cụt 40k một ký, tuy là cái giá nó có đã giảm lại nhưng mà cái sức tiêu thụ của nó cũng rất là mạnh. Tại vì bây giờ măng cụt rất là nổi tiếng cả nhà. Măng cụt với lại bản cầu rất là được người ta chuộng mua về làm rổi. Kẹt xe luôn cả nhà ơi. Đi bữa chạy lên trên đi. Rất là đông xe luôn đó cả nhà. Đường Đinh Vũ Lĩnh nha cả nhà. Chúng tôi đang đi trên đường Đinh Vũ Lĩnh.
đi thẳng luôn sẽ gặp đường Điện Biên Phủ cả nhà. Đây. Rồi những quý xe về thẳng rồi luôn. Đây là sẽ ra là đường Điện Biên Phủ cả nhà. Giá quý sẽ đâu phải vô đây. Đâu phải ở đây là nó sẽ ra được. Rồi giá quý đã ra lại đường Điện Biên Phủ rồi cả nhà. Nhưng mà khi chúng ta đi vào đường Điện Biên Phủ thì chúng ta sẽ chạy đến vòng xoay thì chúng ta sẽ rẽ vào đường Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng rồi mới vào được Võ Thị Sáu. Võ Thị Sáu rồi chúng ta mới gặp 3 tháng 2 chứ chúng ta không mới đi được hết đường Điện Biên Phủ, tại vì Điện Biên Phủ là có một đoạn là có một chiều của cả nhà. Chúng ta chỉ đi được đến vòng xoay rồi chúng ta sẽ quẹo phải vào đường Đinh Tiên Hoàng. Đấy cả nhà hãy nhớ cái hướng dẫn của nhân quý là từ cầu Bình Triệu, nếu mà chúng ta từ bên Phú Thủ Đức đi qua thì chúng ta sẽ đi qua cầu Bình Triệu, sẽ xuống cầu là qua đường Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh chúng ta chạy hết Đinh Bộ Lĩnh chúng ta sẽ gặp Điện Biên Phủ, quẹo phải vào đường Điện Biên Phủ xong chúng ta sẽ chạy đoạn sẽ gặp một cái dòng xoay cho xong chúng ta sẽ quẹo phải vào đường Đinh Tiên Hoàng xong chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Võ Thị Sáu của quận 1. Xong chúng ta sẽ chạy hết đường Võ Thị Sáu và chúng ta sẽ gặp dòng xe Dân Chủ và chúng ta sẽ quẹo vào hướng vào đường 3 tháng 2 đi cả nhà. Đường 3 tháng 2 xong chúng ta sẽ chạy hết đường 3 tháng 2 là gặp đường Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương chúng ta sẽ chạy mà hay một đoạn nữa sẽ gặp dòng xe Mũi Tàu là chúng ta sẽ đến quán gỏi Trường Đũa Thái Thi Thi ở nhà. Đấy. Giáng quý gần đến mà cầu Điện Biên Phủ gà đến cái dòng xoay để mà quẹo vào được Đinh Tiên Hoàng rồi. Là vừa chúng ta vừa qua cầu này là gặp cái dòng xoay đó cả nhà. Đây là cầu Điện Biên Phủ, đây cái dòng xoay trước mặt chúng ta cả nhà, có cái đồng hồ luôn á. Giáng quý xin kết thúc video tại đây nha. Giáng quý xin chúc cho cả nhà có một buổi sáng thật là vui vẻ. Cả nhà hãy ấn like và để lại bình luận và bấm đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ kênh YouTube Giáng quý Vlog Cuộc Sống Việt cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Giáng quý xin hẹn gặp lại cả nhà ở clip kế tiếp cho cả nhà. Đây dòng xoay này là dòng xoay Điện Biên Phủ rồi cả nhà. Sẽ quẹo Giáng quý sẽ chạy qua dòng xoay, Giáng quý sẽ quẹo qua phải vào đường Đinh Tiên Hoàng. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha.